Xá Lợi Phất lặp lại cho huynh đệ của mình. Thì cái đầu tiên của Chánh Tri Kiến đó là cái người tu là phải biết nhân quả ha, nhân quả. Thì nhân quả đó là tứ diệu đế rồi. Tại vì chúng sanh ai cũng khổ, khổ vì già bệnh tử, khổ vì tâm, tâm mà phiền não là khổ, thì cái đó là cái quả. Còn cái thứ hai đó là nguyên nhân khổ, nguyên nhân của khổ. Nếu nói đủ thì ngài nói là do vô minh, là tham ái và chấp thủ của khổ. Thì cái nhân là vô minh, tham ái, chấp thủ. Còn cái quả đó là cái hiện tại mình đang có nè, đó là cái thân này và cái tâm, tâm phiền não, tâm thiện và tâm bất thiện đó. Rồi cái tiếp đó là cái thứ ba là dứt đau khổ. Thì chấm dứt đau khổ đó là niết bàn, niết bàn thanh tịnh. Thì niết bàn đó là cái quả, còn cái nhân là bát đạo. Thì người nào mà tu theo bát đạo nè thì người đó đó sẽ đắc đạo quả, đó là quả niết bàn thanh tịnh ha. Thì bát chánh đạo là cái con đường đưa đến đạo quả đó. Cho nên người tu á, trong kinh Đức Phật dạy, người có chánh tri kiến là người biết nhân biết quả. Đó là tu. Còn nhân quả trong đời thì thứ nhất á, là người đó phải biết cái tâm của mình, tâm thiện và tâm bất thiện. Vì biết rồi đó ha. Tâm thiện đó là từ bi hỷ xả nè, tính tấn niệm định tuệ nè, rồi khinh thân khinh tâm, rồi nhu thân nhu tâm, đó đó là những cái tâm thiện. Rồi bố thí giữ giới nè, tụng kinh niệm Phật nè, rồi thì kính trọng nè, rồi thuyết pháp nghe pháp nè, rồi hồi hướng công đức nè, rồi tùy hỷ ha, tùy hỷ công công đức của người khác nè, rồi cải tạo tri kiến, đó là lành. Còn tâm bất thiện gốc của nó là tham, tà kiến, ngã mạn, sân, rồi ganh tị, rồi kiêu kiệt, rồi hối hận hối tiếc, si thì vô tàm vô quý, phóng thiện. Thì người có chánh tri kiến biết tâm của rồi quả, nghĩa là người nào mà muốn thiện lành, muốn an vui, muốn đời sau, có nghĩa là kiếp về cõi cõi trời hay là cõi người có phước á, là người đó phải giữ giới ha, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Đó, đại khái là thân thân là không không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu á, thì không nói lời, không nói dối, không nói lời ác, không nói lời chia rẽ, không nói lời vô ích, là bảy phải không? Rồi ý là giữ cho nó thiện lành, không tham, không sân, không si, như vậy gọi là thập thiện. Cho nên người mà biết nhân quả đó là người phải tu thập thiện ha, rồi tu mười pháp đó. Rồi là cái thứ hai nữa, cái kế tiếp đó, trong chánh tri kiến là cái người phải biết bốn loại thực, bốn loại thực á. Thứ nhất là đoàn thực, đoàn thực tức là chúng sanh nó duy tồn nhờ vật thực, có nghĩa là những cái chất bổ dưỡng rồi đó. Chúng sanh phải phải có thức ăn thì mới sống được.
Ngày cái thứ hai là xúc thực đó, người cái người khôn khéo á, là phải người phải biết xúc xúc những cái cảnh thiện lành. Tại vì lục căn tiếp xúc với lại lục trần thì nó sinh ra lục lục xúc ha. Thì khi mình tiếp xúc với những cái cảnh thiện lành đó, thì người đó thì được an vui. Cái chuyện cái chúng sanh mà nó bị cái nghiệp rồi đó là một cái chuyện khác. Ví dụ như chúng sanh mà bị tù tội ha, hoặc là chúng sanh là những con thú nó phải sống ở những cái chỗ của nó thì nó phải xúc những cái đó, thì đó là nghiệp của nó rồi. Nhưng mà nếu mà mình là người hiểu biết á, thì mình phải biết cái môi trường để mình tiếp xúc thì mình có phước, có sự an vui. Ví dụ bây giờ như mình bình thường ha, em đi hàng ngày đó là mình phải xúc những cái cảnh, thấy thấy những cảnh đẹp, ví dụ như cảnh chùa chiền, cảnh chư tăng tụng kinh, hoặc là cảnh đi gặp những người thiện lành vui vẻ, gặp những cái cảnh đẹp ha, cảnh thiên nhiên đẹp đó, mình tiếp xúc những cái cảnh thiện như vậy đó thì mình được an vui. Thì âm thanh cũng vậy, âm thanh thì nghe nghe kinh, nghe lời hay, chẳng hạn vậy. Mình tiếp xúc với mùi thơm ha, dĩ nhiên là mình cũng tiếp xúc với những cái vị cho nó tốt cho sức khỏe ha, mở mở cơ nhiều thì có hại cho sức khỏe nên tránh. Rồi đoàn thực nè, xúc thực nè, rồi tư niệm thực. Tư niệm thực là mình là người tu á, là luôn luôn mình phải nghĩ thiện nghĩ lành, mình phải phải tác ý khôn khéo, ý nghĩ thiện lành, gặp trong cái hoàn cảnh nó không có hay không có tốt á, thì mình phải biết khôn khéo nghĩ tới cái chiều hướng tốt đẹp. Ví dụ một người đi học đi, đi học ở một cái chỗ điều kiện nó không đầy đủ, khó khăn, thì người đó phải suy nghĩ làm sao để mình vượt qua năm học mình, thì mình phải phải tạo ra những cái điều kiện tốt, những cái môi trường tốt để cho mình đi học cho được thành tựu ha. Chứ có nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn rồi cái sân si bất mãn thì mình không được thành tựu. Đại khái vậy ha, đại khái là phải suy nghĩ thiện lành, tại vì nghiệp á, cái này gọi là ý nghiệp ha, tư niệm thật là ý nghiệp. Nếu mà mình suy nghĩ tốt, suy nghĩ lành thì mình được an vui nha. Cho nên vì vậy, cho nên người Phật tử đó, mỗi ngày phải rải tâm từ nè, rồi phải tụng kinh nè, hoặc là mình thích cái bài kinh nào đó mình cứ đem ra mình đọc hoài thôi. Thí dụ như có người thích về năm điều quán tưởng, người ta đọc riết đọc tới đều luôn, đọc luôn cái giác ngộ ra lời Phật dạy. Hoặc là có người thích về bài kinh Hạnh Phúc Kinh, đọc tới đọc luôn hoài. Rồi có người thích về bài kinh Vô Thường, đọc cái bài kinh Vô Thường. Cho nên đó, cái người mà có tư niệm thật đó, thì họ tác ý khôn khéo, họ suy nghĩ theo chiều hướng tốt, nghĩ sao cho tâm mình nó thiện lành ha, thì đó là ăn tốt. Rồi cái thứ ba, cái thứ tư là thức thực. Lục căn tiếp xúc với lục trần nó sẽ ra lục thức. Thì thức đây là cái sự phân biệt ha, phân biệt thì khi tiếp xúc á, mình phải phải biết phân biệt cái nào nên và cái nào không nên, không nên theo đó, không nên, nên phải dùng cái chánh niệm tỉnh giác. Đó là
À, tứ niệm thực, sư sư nhắc lại cái đầu đề thôi, đó là tứ niệm thực, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Rồi Đức Phật nói tại sao mình phải chúng sanh phải có tứ 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 niệm thực này, vì sanh ra đó cái quả ha, cái quả thì cái quả làm chúng sanh thì phải chịu khổ, hữu thọ khổ, mà sở dĩ cái nguyên nhân khổ đó là tham ái hồi kiếp trước. Đó bây giờ la tu phải đoạn trừ cái tu tập bố thí giới rồi văn tư tu ha, để đoạn trừ cái tham ái, tại vì tham ái là nguyên của sự sanh tử luân hồi. Rồi kế tiếp là ngài nói về tứ diệu đế, người có chứng kiến phải biết về chân lý tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên ha. Rồi như vậy thì sư tóm tắt lại cái bài học hôm trước chánh tri kiến. Dạ mô Phật, kính chào tỳ kheo Huy Niệm, một lần nữa kính chào đạo tràng. Thì kính thưa quý vị, bây giờ là 9:30, pháp sư đã đến với lớp học rồi. Bây giờ mời Nguyên Ngàn Nguyên Trang thỉnh pháp sư và kính chúc quý vị thính pháp được an vui và nhiều lợi lạc. Xin gửi mic lại cho Nguyên Trang ạ. Nguyên Trang có trước máy không ha? Rồi, bây giờ mời diệu pháp được không? Diệu pháp thỉnh pháp sư. Rồi, rồi có đạo huynh ha, may quá. Rồi kính kính mời. Dạ, đạo huynh xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, xin hỏi sư Thanh Tâm, sư kính đảnh lễ sư Huy Niệm và kính chào tất cả các anh chị em trong đạo tràng. Dạ, đạo huynh xin kính mời đạo tràng cùng với đạo huynh để thỉnh pháp sư. Dạ, Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc dạ ngày dời chốn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư, thì từ đó mở mang giáo pháp 40 năm hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hàng lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lan bởi nhân cớ tích rõ ràng, tính ngài trước pháp nói ràng từ bi. Chúng con ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, đạo tràng của chúng con đã dọn lòng thanh tịnh và chúng con kính cung thỉnh sư Huy Niệm dạ đăng đàn để thuyết pháp cho chúng con được nghe. Dạ xin kính cung thỉnh. Kính đảnh lễ công tri công đức, xin thân chào quý vị Phật tử trong lớp học. Hôm nay chúng ta học câu số 6, là câu hỏi về sự nhập bào thai. Thì ở trong bài học này, phần chánh văn tổng cộng ở đây sư xem qua thấy đến 5 mặt giấy, cho nên sau khi mà nếu chúng ta kết thúc chánh văn, nếu như mà còn ít thời gian quá thì có thể sư sẽ, bởi vì
trong nội dung của cái bài học hôm nay á, nó có một vài điểm mà cũng làm cho mình mở mang thêm cái sự hiểu biết. Tức là ở trong thế giới này á, thưa quý vị, khi nói đến cái lĩnh vực tức là nó có một số những chuyện mà chúng ta khó có thể mà biết được một cách trọn vẹn, đầy đủ, một cách hoàn hảo. Mà trong số đó cái vấn đề tái sanh nó cũng nằm ở trong cái chuyện đó nữa. Và cái bài học này nó lại đến việc này, cho nên cần phải có một vài những điều mà sư nói thêm để cho chúng ta hiểu rõ thêm chút đó mà. Vì thế nếu như mà mình có mất thời gian lố hoàng chút trong cái buổi học thông thường thì chúng ta cũng nên hoan hỷ. Rồi bây giờ thì không biết cô Nguyên Trang ở đây có phần chánh văn hay không? Nếu như có thì đọc dùm sư, nếu như không có thì sư đọc. Rồi giờ xin mời cô Nguyên Trang câu hỏi về sự nhập bào thai, câu số 6. Nam mô Bích Thay Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con rõ không ạ? Cho con xin tín hiệu. Dạ cảm ơn chị Từ Mẫn, cảm ơn đạo huynh, cảm ơn cô Diệu Pháp. Dạ con xin đọc phần chánh văn của Mi Tiên Mấn Đáp ạ. Câu hỏi về sự nhập vào bào thai. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố. Ở đây, người mẹ và người cha kết hợp với nhau. Có kinh nguyệt, chúng sầu thai đã sẵn sàng. Này các tỳ khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố này. Đây là lời nói không thiếu sót. Đây là lời nói đầy nói không thay đổi. Đây là lời đã được nói bởi Đức Thế Tôn sau khi ngồi xuống ở giữa chư thiên và nhân loại. Và việc nhập vào bào thai này được hội tụ bởi hai yếu tố đã được nhìn thấy. Vào thời kỳ kinh nguyệt của nữ đạo sĩ Barika, lỗ rúng của nàng đã bị chạm vào cái bên phải của đạo sĩ Dukula. Do việc chạm vào lỗ rúng ấy của vị ấy mà đứa bé trai Sa Má được sanh ra. Vào thời kỳ kinh nguyệt của cô gái Bà La Môn, lỗ rúng của nàng cũng đã bị chạm vào bởi ngón tay cái bên phải của vị ẩn sĩ Ma Tanh Gán. Do việc chạm vào lỗ rúng ấy của vị ấy mà thanh niên Bà La Môn Manh Đá Giá được sanh ra. Thưa Ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là này các từ khu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố, như thế thì lời nói rằng bé trai Sa Má và thanh niên Bà La Môn Manh Đá Giá, cả hai người ấy được sanh ra cho sự chạm vào lỗ rúng là sai trái. Nếu đều đã được nói bởi Đức Như Lai là bé trai Sa Má và thanh niên Bà La Môn Manh Đá Giá, cả hai người ấy được sanh ra cho sự chạm vào lỗ rúng, như thế thì lời nói rằng này các tỳ khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh vô cùng sâu xa, vô cùng khôn khéo, là lãnh vực dành cho những bậc có sự giác ngộ. Nó được dành cho Ngài, xin Ngài hãy chặt đứt mối hoài nghi, xin Ngài hãy nắm giữ ngọn đèn cao quý của trí tuệ. Câu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố. Ở đây, người mẹ và người cha kết hợp với nhau.
người mẹ có kinh nguyệt và chúng sanh đi đầu thai đã sẵn sàng. Sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố như vậy. Và có điều đã được nói là bé trai Sa Má và thanh niên Bà La Môn anh đã dám sự chạm vào lỗ rúng. Thưa ngài Nagasena, hỏi được xác định bằng lý lẽ nào, xin ngài giúp cho trẫm hiểu theo lý lẽ ấy. Tâu đại vương, phải chăng ngài trước đây đã được nghe là thanh niên Samkicha đạo sĩ Isisinga và trưởng lão Kumarakastapa, những người ấy được sanh ra do việc này? Thưa ngài, đúng vậy, có được nghe. Việc sanh ra của những người ấy được loan truyền. Hai con nai cái nhằm vào thời kinh nguyệt đã đi đến chỗ tiểu tiện của hai vị đạo sĩ rồi uống nước tiểu có lẫn tinh dịch của họ. Do tinh dịch của nước tiểu ấy mà thanh niên Samkicha và đạo sĩ Isikinga được sanh ra. Trưởng lão Udaji đã đi đến chỗ ngự của Tỳ Khưu Ni. Trong lúc đến chỗ kính của vị Tỳ với tâm ái luyến đã bị xuất ra tinh dịch ở Ikasa. Khi ấy, Đại Đức Udaji đã bảo vị Tỳ Khưu Ni điều này. Này sư, hãy đi và đem lại nước. Tôi sẽ giặt y nội. Thưa ngài, hãy đưa đây, chính tôi sẽ giặt. Sau đó, vị Tỳ Khưu Ni ấy đang ở thời kỳ kinh nguyệt đã dùng miệng nuốt vào một phần tinh dịch ấy, còn một phần đã đưa vào chỗ kính. Do việc ấy, trưởng lão Kumarakastapa đã được sanh ra. Và người ta đã nói về điều ấy như vậy. Tâu đại vương, vậy ngài có tin vào lời nói ấy không? Thưa ngài, có chứ. Chúng tôi chấp nhận lý do trong trường hợp ấy là vững chãi. Vì lý do ấy, chúng tôi tin rằng họ đã được sanh ra bởi lý do ấy. Tâu đại vương, ở đây điều gì là nguyên nhân? Thưa ngài, phải chăng khi hạt giống được gieo vào mảnh đất ẩm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ nhanh chóng nảy mầm? Tâu đại vương, đúng vậy. Thưa ngài, tương tự y như thế, vị Tỳ Khưu Ni ấy đã đang có kinh nguyệt. Khi noãn xà đã được thành lập và máu kinh có sức chảy đã ngưng lại, khi điều kiện đã được xác định, cô ấy đã nhận lấy tinh dịch ấy rồi đưa vào ở chỗ noãn xào ấy. Vì thế, bào thai đã thành tụ cho cô ấy. Chúng tôi nghi nhận lý do như vậy đối với việc sanh ra của những người ấy. Tâu đại vương, điều ấy là như vậy. Theo đó, tôi chấp nhận là sự xâm nhập vào tử cung mà bào thai được hình thành. Tâu đại vương, phải chăng ngài chấp nhận là có sự nhập vào bào thai của trưởng lão Kumarakastapa? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, lành thai, ngài đã đi theo đường lối của tôi, mặc dầu chỉ theo một cách thức trong khi nói về việc nhập vào bào thai, ngài cũng sẽ đi theo sự thuyết phục của tôi. Giờ đến hai con nai cái đã đạt được bào thai sau khi uống nước tiểu. Đối với chúng thì ngài có tin về sự nhập vào bào thai không? Thưa ngài, có chứ. Bất cứ sự gì được ăn, được uống, được nhai, được lếm, được liếm, thì tất cả trôi xuống noãn xào, rồi đạt đến sự phát triển ở nơi đã đi đến. Thưa ngài Nagasena, giống như bất cứ cái gì gọi là dòng nước chảy, tất cả đều chảy xuôi về đại dương, rồi đạt đến sự phát triển ở nơi đã đi đến. Thưa ngài, tương tự y như thế, bất cứ gì được ăn, được uống, được nhai, được lếm, thì tất cả đều trôi xuống noãn xào, rồi đạt đến sự phát triển ở nơi đã đi đến.
Vì lý do ấy, trẫm tin về sự nhập vào bào thai cũng cho được đưa vào miệng. Tâu Đại Vương, lành thai. Ngài đã đi theo đường lối của tôi một cách vững chắc hơn. Cũng như do việc uống vào miệng mà có sự hội tụ của hai hợp. Tâu Đại Vương, phải chăng Ngài chấp nhận là có sự nhập vào bào thai của tâm kích trá của đạo sĩ Ý Sĩ và của lão Kumarakas? Vậy hội tụ thì trôi. Tâu Đại Vương, trai Sa Má và thanh niên Bà La Môn Manh Đá Giá đều có chung một tính chất, được xếp vào ba sự hội tụ theo trường hợp đầu tiên. Tôi sẽ nói về lý do này. Tâu Đại Vương, đạo sĩ Đu Cô Lá và nữ đạo sĩ Bà Riêng, hai người ấy đã ở trong rừng, có khuynh hướng khổ hạnh. Họ đã ham muốn cho đến thế giới Phạm Thiên. Khuynh hướng, dạ xin lỗi, có khuynh hướng vị phi là những người theo đuổi mục đích đối tượng do quyền năng của sự khổ hạnh. Họ đã hâm nóng cho đến thế giới Phạm Thiên. Khi ấy, Thiên Chủ Cá Xá đã ngày đêm đi đến phục vụ cho họ, trong khi quan tâm đến họ bằng tâm từ được thể hiện với sự kính trọng. Thiên Chủ Cá Xá Sắc Cá, Thiên Chủ Sắc Cá đã nhìn thấy sự hư hoại thị giác của cả hai người họ vào thời vị lai xa xăm. Sau khi nhìn thấy, đã nói với họ rằng: này hai vị, hãy thực hiện cho trẫm một việc tốt thay. Hai vị hãy sanh ra một người con trai, nó sẽ là người phục vụ và đỡ đần cho hai vị. Này cô xí giá, thôi đi, chớ có lời nói như vậy. Họ đã không chấp nhận lời nói ấy của vị ấy là có lòng bi mẫn, có sự mong mỏi điều lợi ích. Thiên Chủ Sắc Cá đã nói với họ như thế lần thứ nhì, đến lần thứ ba rằng: này hai vị, hãy thực hiện cho trẫm một việc tốt thay. Hai vị hãy sanh ra một người con trai, nó sẽ là người phục vụ và đỡ đần cho hai vị. Đến lần thứ ba, họ đã nói rằng: này cô xí giá, thôi đi, ngài chớ ràng buộc chúng tôi vào việc không có lợi ích. Thân này sẽ không tan rã cho đến khi nào? Thân này có sự tan rã là pháp tự nhiên, hãy để nó tan rã. Cho dầu trái đất đang bị tan rã, cho dầu đỉnh núi đang rơi xuống, cho dầu bầu trời đang bị nứt ra, cho dầu mặt trăng mặt trời đang sụp xuống, chúng tôi cũng không bao giờ hòa với các pháp thế tục. Ngài chớ đến đối với mặt chúng tôi. Chúng tôi nghĩ ngài là hạng không có lợi ích. Đều ấy khi ngài đi đến gần. Do đó, trong khi không đạt được tâm ý của họ, Thiên Chủ Sắc Cá đã thể hiện sự kính trọng, chắp tay lên, thỉnh cầu lần nữa. Nếu hai vị không nỗ lực để thực hiện lời nói của trẫm, vậy thì lúc nào? Nữ đạo sĩ là đến thời kỳ có kinh nguyệt. Khi ấy, thưa đạo sĩ, ông có thể chạm vào lỗ rúng bằng ngón tay cái bên phải. Do việc ấy, nàng ấy sẽ mang thai. Chính điều ấy là sự đã được hội tụ của việc nhận vào bào thai. Này, cô xí giá, tôi có thể thực hiện điều ấy. Chỉ chừng ấy thì sự khổ hạnh của chúng tôi sẽ không bị đổ vỡ. Hãy là như thế. Họ đã chấp nhận. Hơn nữa, vào thời điểm ấy, ở cõi trời có vị thiên tử, có thiện căn dồi dào, có tuổi thọ đã cạn kiệt, đã đạt đến sự chấm dứt tuổi thọ, có khả năng hạ sanh theo như ước muốn, thậm chí
vào gia tộc của Đức Chuyển Luân. Khi ấy, Thiên Chủ Sắc Cá đã đi đến gặp vị thiên tử ấy và nói như vậy: Thưa Ngài, hãy đến, là ngày vô cùng rạng rỡ cho Ngài. Việc thành công có ý nghĩa đã đến, là việc trẫm đã đi đến phục vụ cho Ngài. Ngài sẽ có chốn cư ngụ ở nơi đáng yêu, sẽ có sự tái sanh ở gia tộc thích hợp, sẽ có sự nuôi dưỡng bởi cha mẹ tốt lành. Hãy đến, hãy làm theo lời nói của trẫm. Rồi đã chắp tay ở đỉnh đầu, thỉnh cầu đến lần thứ nhì, thỉnh cầu đến lần thứ ba. Do đó, vị thiên tử ấy đã nói như vậy: Thưa Ngài, gia tộc nào mà Ngài liên tục ca tụng lặp đi lặp lại? Là đạo sĩ Dukula và nữ đạo sĩ Barika. Lắng nghe vị ấy, vị thiên tử đã hoan hỷ chấp nhận: Thưa Ngài, tốt lắm, vậy hãy theo ước muốn của Ngài. Thưa Ngài, tôi đang mong ước thể sanh ra ở chủng loại đặc mong mỏi, vậy tôi sanh ra ở chủng nào? Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh hay hóa sanh? Thưa Ngài, Ngài được sanh ra theo lối thai sanh. Dạ, đạo tràng vẫn còn nghe con đọc đúng không ạ? Dạ, cảm ơn. Dạ. Khi ấy, Thiên Chủ Sắc Cá sau khi tính đến ngày thọ sanh đã thông báo cho đạo sĩ Đúc Cư Lá rằng vào ngày ấy nữ đạo sĩ sẽ đến thời kỳ có kinh nguyệt. Thưa Ngài, khi ấy Ngài nên chạm vào lỗ rúng bằng ngón tay cái bên phải. Tâu Đại Vương, vào ngày ấy nữ đạo sĩ đã đến thời kỳ có kinh nguyệt và vị thiên tử đã đi đến, đã hiện diện ở nơi ấy và chạm rúng của vị nữ đạo sĩ bằng ngón tay cái bên phải. Như thế, các việc ấy đã là ba sự hội tụ do việc chạm vào lỗ rúng ái luyến đã sanh khởi ở người nữ đạo sĩ. Ái luyến ấy của cô ta là do việc chạm vào lỗ rúng. Xin Ngài chớ nghĩ rằng việc chạm vào lỗ rúng ấy chính là sự hư hỏng. Cười giỡn cũng như sự hội tụ, ngợi khen cũng là sự hội tụ, chút cũng là sự hội tụ. Do sự sanh khởi, ái luyến đã được tạo ra trước đó. Do sự chạm vào mà sự hội tụ được sanh lên. Do sự hội tụ mà có sự nhập thai. Tâu đại, sự nhập vào thai do sự chạm vào thì cũng không ở vào trường hợp hư hỏng. Tâu Đại Vương, giống như ngọn lửa đang cháy, xua đi sự lạnh cho người đã đến gần mặt dầu không có sự chạm vào. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, sự nhập vào bào thai cho sự chạm vào thì cũng không ở vào trường hợp hư hỏng. Tâu Đại Vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh là do bốn tác động: do tác động của nghiệp, do tác động của nguồn gốc, do tác động của chủng loại, do tác động của sự thỉnh cầu. Hơn nữa, tất cả chúng sanh này có sự tạo thành do nghiệp, có sự sanh lên do nghiệp. Tâu Đại Vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của nghiệp là thế nào? Tâu Đại Vương, các chúng sanh có thiện căn dồi dào, sanh lên theo như ước muốn ở gia tộc Sắc Đế Lị giàu có, hoặc ở gia tộc Bà La Môn giàu có, hoặc ở gia tộc người tại gia giàu có, hoặc ở giữa chư thiên, hoặc từ nguồn gốc noãn sanh, hoặc từ nguồn gốc thai sanh, hoặc từ nguồn gốc thấp sanh, hoặc từ nguồn gốc hóa sanh.
Tâu Đại Vương giống như người nam có tài sản lớn, có của cải lớn, có dồi dào vàng bạc, dồi dào vật sở hữu, dự phòng, có dồi dào tài sản và ngũ cốc, có dồi dào thân quyến và phe nhóm. Sau khi cho ra tài sản đến 2-3 lần rồi mua theo như ước muốn, bất cứ vật gì được mỏi bởi tâm, hoặc là tớ gái hay tớ trai, hoặc là ruộng vườn làng mạc thị trấn hay là xứ sở. Tâu Đại Vương tương tự y như thế, các chúng sanh có thiện căn dồi dào sanh lên theo như ước muốn ở gia tộc Sắc Đế Lỵ giàu có, hoặc ở gia tộc Bà La Môn giàu có, hoặc ở gia tộc người tại gia giàu có, hoặc ở giữa chư thiên, hoặc từ nguồn gốc noãn sanh, hoặc từ nguồn gốc thai sanh, hoặc từ nguồn gốc thấp sanh, hoặc từ nguồn gốc hóa sanh. Sự nhập vào niết bàn của sự nhập vào thai của chúng sanh do tác động của nghiệp, nghĩa là như vậy. Tâu Đại Vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của nguồn gốc nghĩa là thế nào? Tâu Đại Vương, đối với giống gà mái thì có sai do cơn gió. Đối với loài hạt thì sự nhập vào bào thai do cơn mưa, thậm chí toàn bộ chư thiên không nằm trong bào thai, cũng là chúng sanh. Đối với các hạng ấy thì có sự nhập vào bào thai bằng nhiều cách thức khác nhau. Tâu Đại Vương, giống như những con người đã đi lại trên trái đất theo nhiều cách thức khác nhau, một số trùm kín phía trước, một số trùm kín phía sau, một số thì lõa thể, một số thì cạo đầu mang vải màu trắng, một số thì buộc tràng hoa, một số thì cạo đầu mặc y cà sa, một số thì mặc y cà sa cột búi tóc, một số thì bệnh tóc mang y bằng vỏ cây, một số thì mặc da thú, một số quấn các sợi dây. Tất cả những người này đi lại trên trái đất theo nhiều cách thức khác nhau. Tâu Đại Vương tương tự y như thế, chúng sanh chính là tất cả các hạng ấy. Đối với các hạng ấy thì có sự nhập vào bào thai bằng nhiều cách thức khác nhau. Sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của nguồn gốc nghĩa là như vậy. Tâu Đại Vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của chủng loại nghĩa là như thế nào? Tâu Đại Vương, chủng loại nghĩa là có bốn chủng loại: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Ở đây, nếu chúng sanh đi đầu thai từ bất cứ nơi đâu đi đến rồi sanh lên ở chủng loại noãn sanh, trong trường hợp ấy nó có hạng noãn sanh như trên, ở chủng loại thai sanh như trên, ở chủng loại thấp sanh như trên, ở chủng loại hóa sanh. Trong trường hợp ấy nó là hạng hóa sanh. Các chúng sanh như thế ấy hiện hữu trong các chủng loại ấy, Tâu Đại Vương, giống con thú hay loài có cánh nào đó đi đến Hy Mã Lạp hoặc núi Sinneru, tất cả bọn chúng lìa bỏ màu sắc của mình và trở thành màu sắc vàng chói. Tâu Đại Vương tương tự y như thế, chúng sanh đi đầu thai nào đó từ bất cứ ở nơi đâu đi đến rồi nhập vào nguồn gốc noãn sanh thì lìa bỏ vóc dáng thuộc về bản chất và trở thành noãn sanh như trên, nhập vào nguồn gốc thai sanh như trên, thấp sanh như trên, hóa sanh thì lìa bỏ vóc dáng thuộc về bản chất và trở thành hạng hóa sanh. Sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của chủng loại nghĩa là như vậy. Tâu Đại Vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của sự thỉnh cầu nghĩa là thế nào? Tâu Đại Vương, ở đây có gia tộc không có con trai,
có nhiều của cải, thừa tự, có đức tin, tịnh tính, có giới hạnh, có tư cách tốt đẹp, sống theo hạng khắc khổ, và có vị thiên tử, có thiện căn dồi dào. Và đến thời tử vong, khi ấy, thiên chủ sắc cá, vì lòng thương tưởng đến dọc, ấy đã thỉnh cầu vị chinh thiên, ấy rằng, thưa ngài, xin ngài hãy ngự đến tử cung của người vợ, chánh của gia tộc kia. Do nguyên nhân thỉnh cầu của vị ấy, vị thiên tử ngự đến gia tộc ấy. Tâu đại vương, giống như những người có lòng mong mỏi phước báo sau khi thỉnh cầu vị sa môn xứng đáng được phát tâm, thì đi về nhà nghĩ vị này sau khi đến sẽ là nguồn an lạc cho toàn bộ gia tộc vương. Tương tự y như thế, thiên chủ sắc khá sau khi thỉnh cầu vị thiên tử ấy thì đi đến gia tộc ấy. Sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của sự thỉnh cầu nghĩa là như vậy. Tâu đại vương, bé trai Sa Mán được thiên chủ sắc cá thỉnh cầu đã nhập vào bào tử cung của nữ đạo sĩ Bhikkhu Rika, người có giới hạnh, có tư cách tốt đẹp, người thỉnh cầu là sắc cá. Cậu bé trai Sa Mán được sanh ra do tâm nguyện của ba người. Tâu đại vương, ở đây có người nam rành rẽ cách thức gieo hạt giống ở thửa ruộng ấm được cày kỹ lưỡng, trong khi hạt giống ấy đang được ngăn ngừa tai hoại. Phải chăng có thể là tai họa nào đó do sự phát triển của nó? Thưa ngài, không thể. Hạt giống không bị hãm hại thì có thể tăng trưởng nhanh chóng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, cậu bé trai Sa Má được thoát khỏi các tai họa đã khởi lên, đã được sanh ra do tâm nguyện của ba người. Tâu đại vương, phải chăng ngài đã được nghe trước đây có xứ sở rộng lớn, giàu có, thịnh vượng, có dân cư đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi tâm khởi sân của các vị ẩn sĩ? Thưa ngài, đúng vậy. Điều được nghe là ở trái đất khu rừng Đanh Đá Cá, khu rừng Mét Chá, khu rừng Kalinga, khu rừng Matanga, tất cả các khu rừng ấy đã trở thành không còn là rừng, có trạng thái không phải là rừng, và toàn bộ các xứ sở này cũng đã đi đến hoại diệt bởi tâm khởi sân của các vị ẩn sĩ. Tâu đại vương, nếu các xứ sở vô cùng giàu có đã bị tiêu diệt bởi tâm khởi sân của những vị ấy, phải chăng có sự an lạc nào đó có thể sanh lên bởi sự hoan hỷ ở tâm của vị ấy? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, chính vì điều ấy mà cậu bé trai Sa Má đã được sanh ra do sự hoan hỷ ở tâm của ba hạng có năng lực là được tạo ra bởi hai vị ẩn sĩ, được tạo ra bởi vị thiên nhân, được tạo ra do phước báo. Tâu đại vương, hãy nắm giữ điều này như thế. Tâu đại vương, được thỉnh cầu bởi thiên chủ sắc cá, ba vị thiên tử này đã sanh lên ở gia tộc ba vị nào? Cậu bé trai Sa Má, vương tử Mahapanada và đức vua Cú Xá, cả ba người này đều là các đức Bồ Tát. Thưa ngài Nagasena, sự nhập vào bào thai đã được xác định rõ ràng, lý do đã được giảng giải rõ ràng, ánh sáng đã được tạo ra ở nơi tâm tối, cuộc rối đã được tháo gỡ, học thuyết của những kẻ khác không còn chói sáng. Điều ấy là vậy, chậm chấp nhận theo như thế ấy. Câu hỏi về sự nhập vào bào thai là thứ 6. Dạ kính sư, dạ con đã đọc xong phần chánh kinh. Và sau đây con kính thỉnh sư Huy Niệm từ Bi Hoan Hỷ cầm mic để giảng dạy bài học và sa thú. Và con kính dân mic lại cho sư ạ. Và con xin xuống mic ạ. Dạ, sa thú lành thay. Sư cảm ơn cô Nghi Trang rất là nhiều. Sư thấy có chú Phật tử Đạo Huynh 2
Rất là hoan nghỷ với cái âm thanh của con Huyền Trang. Cái điều đó làm cho sư nghĩ đến chuyện. Thật ra trong học này có đến mấy âm vọng luôn á, mà nghe mà phải nói là không phải chỉ có một âm vọng này thôi đâu. Bởi vì chú chưa có nghe, còn có hai sư phát hiện ra có khoảng 3 đến 4 người, 3 4 người âm thanh rất là chuẩn. Nhưng mà điều này cũng làm cho suy nhớ đến một chuyện là bây giờ nó có một cái công nghệ là người ta gọi là auto-tune đó. Có nghĩa là âm vọng cỡ nào, dở cỡ nào, khàn hay là ồ hay là gì, cứ qua cái hệ thống đó là trở thành là hay hết. Không biết trong đây coi như là mình có xài cái vụ đó không á, thì cái đó chưa không biết rồi nha. Rồi thôi bây giờ thì thời gian cũng không còn nhiều, sư sẽ cố gắng trình bày cho quý vị những điểm quan trọng để chúng ta hiểu rõ hơn phần bài học ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Dạ không, hay tự nhiên. Cái đó là sư nói vậy thôi chứ còn không biết có hay không. Chứ gần đây sư có nghe cái vị sư chùa sư bạn, ổng cũng rất giỏi về công nghệ, thì ổng có một bữa ổng có chỉ sư về cái đó, thì sư sư có muốn giọng sư hay thuyết pháp rồi ông sư xài cái này nè, nói thôi sư ơi xài cái đó rồi mốt rồi người ta gặp sự thật rồi, lúc đó còn chết nữa. Thưa quý vị, trong phần bài học này chúng ta cần phải hiểu những điểm trọng yếu và từ đó mình sẽ để ý cái cách giải thích trình bày của ngài Nagasena thì mình sẽ hiểu được cái sự việc. Tức là Đức Vua Milinda ngài thắc mắc là Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng ba cái nguyên nhân là đưa đến thai sanh, sự xuất hiện của một chúng sanh trong hình thức thai sanh, đó là sự quan hệ của cha mẹ, hay là còn gọi cách khác là tinh cha, huyết mẹ đó. Rồi huyết mẹ tức là người nữ trong cái thời kỳ có thể thụ thai, đó là hai cái yếu tố. Và cái yếu tố thứ ba đó là yếu tố nghiệp lực, sanh nghiệp, sanh nghiệp hay còn gọi là sanh nghiệp, có nghiệp tái tục của chúng sanh ngay trong lúc đó. Thì lúc bấy giờ sự hội hợp của ba yếu tố này hình thành thai sanh. Thì tuy nhiên ở trong hai trường hợp mà trong Jataka tức là tiền thân có đề cập đến, là một trường hợp là của cậu bé Sa Má, hai là trường hợp của vị Bà La Môn tên là sư quên. Bà La Môn Mình Đa Giác. Thì hai trường hợp này ở trong Jataka kể là không thụ thai bằng cái cách thức không có quan hệ cha mẹ y như thông thường, mà chỉ có dùng tay sờ vào rúng trong cái thời kỳ của người phụ nữ thích hợp để mà có thai á, và từ đó có sự xuất hiện của bào thai. Thì điều đó làm cho Đức Vua ngài ngài thấy giống như là có cái sự mâu thuẫn, bởi vì theo như lời thuyết của Đức Phật đó là phải có đầy đủ ba cái yếu tố như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, cái trường hợp á mà Đức Phật ngài thuyết là tinh cha huyết mẹ có nghiệp tái tục, đây là nói đến ba yếu tố phổ thông. Đây là nói đến ba yếu tố phổ thông của việc tái sanh của chúng sanh loài người trong hình thức thai sanh.
Và trường hợp của cậu bé Sa Má nó cũng có ba yếu tố này, nhưng mà cái phương thức của nó có một chút cái sự khác biệt so với thông thường. Đầu tiên á, chúng ta để ý là sự xuất hiện của cậu bé Sa Má trong hình thức tái tục á, thì không được nó không có cái yếu tố rõ ràng là sự quan hệ của nam nữ, tức là không có tinh cha cụ thể, mà thay vào đó đó chỉ là sự tiếp xúc về thân thể bằng cách chạm tay vào rúng trong thời kỳ phụ nữ có thể thụ thai thôi. Đây, hai cái yếu tố này cũng được kể là có cái sự xúc chạm, có sự xúc chạm và người mẹ ở trong cái thời kỳ thụ thai. Tuy nhiên, nó có cái phần khác và tế nhị hơn so với các trường hợp thông thường khác. Cái nguyên nhân chú trong trường hợp này là nó do sự tác động của vị thiên tử đã được mời đến, đã được chấp thuận bởi những gia đình có phước báu, tức là cha mẹ của hai người đó là bậc có phước báu và có tâm chấp thuận. Và vị thiên tử này lại là một vị có cái oai lực, có một cái oai lực là có thể muốn thọ sanh theo như ước muốn của chính bản thân mình được. Và cái điều quan trọng nữa là sự việc này được thực hiện do bởi sự trợ giúp của Đức Vua Trời Đế Thích. Đức Vua Trời Đế Thích, đây mới là cái nguyên nhân nòng cốt, đây mới là cái nguyên nhân nòng cốt của sự việc tái sanh của cậu bé Sa Má. Thì chúng ta để ý đến ở đoạn cuối, ngài Nagasena ngài có trình bày đến sự nhập thai được hình thành do bốn sự tác động. Thứ nhất là sự tác động do nghiệp, sự tác động do nghiệp. Thứ hai là sự tác động của nguồn gốc, nguồn gốc là cái cách thức. Thứ ba là sự tác động của chủng loại. Chủng loại ở đây muốn ám chỉ đến bốn cái hình thức là noãn sanh thấp hóa, noãn thai thấp hóa, bốn cái hình thức sanh. Và cái trường hợp thứ tư là do tác động của sự thỉnh cầu, do tác động của sự thỉnh cầu. Và trường hợp này á, thưa quý vị, nó chủ yếu nó nằm ở cái trường hợp thứ tư. Cậu bé Sa Má được sanh ra do sự hoan hỷ của cả ba người, ba hạng chúng sanh có cái năng lực, đó là hai vị ẩn sĩ được tạo ra bởi thiên nhân và do phước báu thù thắng. Phước báu ở đây muốn ám chỉ đến là cái đối tượng của cái đối tượng đi tái tục á, nó không phải là một hạng chúng sanh bình thường phổ thông y như bao nhiêu chúng sanh khác, y như bao nhiêu chúng sanh. Thì ở đây thưa quý vị, đầu tiên chúng ta phải kể đến cái vấn đề quan trọng, đó chính là ở trong tất cả những hạng chúng sanh á, nhất là hàng chư thiên á thưa quý vị, không phải vị chư thiên nào cũng có cái khả năng có thể lựa chọn được cái sanh thú của mình theo như cái ý nguyện được đâu. Không phải vị chư thiên nào cũng được cái năng lực này. Mà sở dĩ á, có một số những vị á, mà có được cái khả năng này á, là do cái hành trình tu tập, cái hành trình về thiện nghiệp của các ngài tích lũy nhiều lắm, nhiều lắm. Và nhất là tâm lực của các vị ấy, phần lớn đều rơi vào trong trường hợp của những vị Bồ Tát hết. Phần lớn đều rơi vào trong trường hợp của những vị Bồ Tát, do các ngài đã rèn luyện các phẩm chất của nội tâm, tạo nhiều thiện, nhiều những cái thiện sự công đức. Cho nên chính vì thế mà cái sanh thú của các vị ấy, khi mà vị ấy đang làm chư thiên á, nếu như muốn vị đó có thể tái sanh vào trong bất cứ gia đình nào ở thế giới nhân loại, kể cả sanh vào gia đình của Chuyển Luân Thánh Vương, kinh khủng như đó. Chính vì vậy mà đây là một cái điểm khác biệt. Trong khi tất cả những cái sự tái sanh của chúng sanh còn lại, đa số là chúng ta đều giống như là nó theo cái sự vận hành nhân duyên, nhân duyên thuận lợi hay không của nghiệp lực,
của nghiệp lực thiện ác. Chứ nếu chúng ta không có nhiều những cái sự lựa chọn, cũng giống như những người mà người ta có có quyền quy, có oai lực đó thưa quý vị, người ta có thể cái sự mong muốn của họ có thể trải rộng ở trong một cái phạm vi rất là lớn. Chẳng hạn như cái người làm quan á, ở trong một địa phương thì người ta có cái uy lực ở trong cái phạm vi địa phương đó. Cái người làm ở trên tỉnh thì người ta sẽ có cái uy lực của họ ở trong cái phạm vi tỉnh. Rồi cái người làm vua của cả một nước thì cái uy lực của họ nó sẽ trải rộng trong phạm vi của cả một quốc độ đó. Thì điều đó như thế nào thì đối với những chúng sanh ở trong luân hồi cũng vậy nữa. Tùy theo vào cái hạnh nghiệp thiện của mình nó nhiều bao nhiêu mà cái uy lực của mình có được có được nó nhiều bấy nhiêu, nó nhiều bấy nhiêu. Rồi, đây là điều thứ nhất chúng ta cần phải lưu ý. Cái điều thứ hai á là đôi khi có một vài những cái trường hợp ngoại lệ, nó không nhất thiết phải tuân thủ đúng y chang theo một cái cách thức cố định nào đó mới thành tựu được. Kể cả trong cái việc thọ, cái việc thụ thai cũng vậy nữa. Cái hình thức tinh cha huyết mẹ, tinh cha huyết mẹ và nghiệp lực đó chỉ là nói theo cái cách thức phổ thông thôi, cái cách thức phổ thông nhất thôi. Tuy nhiên nó có một số những trường hợp ngoại lệ. Và ở trong cuộc đời mình chúng ta cũng thấy, chẳng hạn như đối với việc tầm cầu tài sản á, thì cũng vậy thôi. Nó có nhiều cách thức để có thể kiếm được tài sản, chứ không nhất thiết là phải đi làm công thì giờ mồ hôi nước mắt của mình ra. Cái đó nó chỉ là một đường rất là phổ thông và hầu hết mọi người ai họ cũng làm như vậy thôi. Tuy nhiên cái vế sau đó có một vài trường hợp ngoại lệ, có những người người ta có thể kiếm tài sản nó không có tốn nhiều thời gian, nó không có bỏ nhiều mồ hôi nước mắt. Chẳng hạn như một cái chữ ký của họ thôi, một cái chữ ký của họ thì họ vẫn có thể kiếm được một cái số thu nhập rất là cao. Trong khi ngược lại những người khác người ta phải làm, có khi mà nếu tính theo cái mức lương căn bản họ phải làm cả kiếp, không biết có đủ số đó không. Rồi, đó là do cái trường hợp đó chúng ta thấy nó nằm ngoài. Và cái số người này nè thưa quý vị, cái số người này nè nó không có nhiều, cho nên không có được kể vào trong cái trường hợp phổ. Chúng ta thì nên hiểu như vậy. Sư nhớ có một cái người Phật tử họ làm cái nghề buôn bán rất là giỏi thưa quý vị. Và công việc của họ chỉ là họ có tiền sẵn rồi, có thiết lập cái mối quan hệ và cái uy tín của họ trong cái giới kinh doanh lâu rồi, cũng trên phú túc sư đó. Thì sư nghe kể thưa quý vị là có những lúc họ kiếm lời nó rất là nhẹ nhàng. Chẳng hạn như họ chỉ cần mua một cái khu vườn đó thôi với giá 10 triệu chẳng hạn, 10 triệu Việt Nam, đồng Việt Nam. Rồi họ để đó, họ giữ đó. Và khi có một người khác người ta đến người ta cần mua lại, thì lúc bây giờ họ sang nhượng lại họ nói là thôi bây giờ cái vườn này tôi để lại cho anh với giá 20 triệu. Thì chỉ có một câu nói nhận và đưa đi thôi, họ đã kiếm một cái số lời gấp đôi cái số vốn của họ. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai á, là có những người á, người ta cũng dùng cái đồng vốn của họ họ có và cái mối quan hệ, họ mua những cái hàng nông phẩm đó thưa quý vị, họ tích trữ trong nhà kho, chẳng hạn như tiêu khô rồi hột điều mà sấy khô sẵn đó, rồi cà phê đã được phơi nắng khô rồi họ để trong nhà kho. Lúc mà họ thâu mua thì cái giá thành của hàng nông phẩm đó nó không có cao nhưng mà khi mà họ đem về, họ lựa chọn, họ phân loại, họ để vào nhà kho, họ để đến lúc mà cái nhu cầu ở ngoài thị trường đó, nó cần thiết
Và lúc bây giờ hàng nó hiếm, lúc bây giờ tự nhiên cái hàng đồn giá lên, đồn giá. Thì quý vị biết không, một ký lô họ chỉ cần lời 500 đồng thôi, 500 đồng. Có khi lời 1.000 đồng trên một ký, mà cái số lượng đến hàng hàng mấy chục tấn, cả trăm tấn như vậy. Thì cái số lời được biết bao nhiêu mà có, biết bao nhiêu mà nó. Trong khi những người mà người ta làm rẫy thôi quý vị, trời làm muốn chết luôn, làm sao mà có được cái số lời đó, đôi khi làm cả đời cũng không ra nổi. Cho nên chính vì thế điều đó chúng ta cũng phải suy nghĩ đến một cái việc, đôi khi trong cuộc sống này nó có một vài những cái cách thức á, mà nó ngoại lệ, nó được xem như ngoại lệ, nó không nằm trong cái trường hợp phổ thông. Ừ, nó không nằm trong trường phổ thông đó. Đó là chuyện mà mình cần phải lưu tâm, và điều đó mình cũng phải nên nghĩ nó thoáng hơn chút, chứ đừng có ôm vô cái gì đó mà rập khuôn á, xong rồi cứ cho là chỉ có như vậy 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 rồi còn cái chuyện khác không có. À, chuyện khác không có, chưa chắc đâu. Rồi cái vấn đề thứ hai trong điểm này chúng ta cần để tâm đến. Hôm nay sư chỉ trình bày những cái ngay những cái huyệt đạo thôi, không có thời gian để nói dẫn quý vị đi chơi vòng vòng nói nhiều để biết thời tiết. Bởi vì trong bài học này nếu mà kể kỹ ra sư thấy cũng có rất nhiều điểm mà chúng ta cần phải có ích cho người Phật tử lắm, nhưng mà thôi không có đủ thời gian. Điều thứ hai đó là đôi khi trong cuộc sống này cái điểm đến và đi của mình nó cũng là một vấn đề dẫn đến sự thành tựu dễ dàng hay là không. Nói đến điều này là ý sư muốn nói đến cái chuyện là cái người tái sanh đó, thưa quý vị, cái người mà cái vị mà chấp thuận tái sanh đó, là người như thế nào. Đó là điểm điểm xuất phát, và cái chỗ mà mình đi đến đó, cái gia đình mà mình đi đến là cái chỗ như thế nào. Thì hai cái điểm này á, nó nặng nhẹ nó cũng ảnh hưởng đến cái việc dễ dàng đi ra ngoài cái quy cách của luật lệ thông thường. Chẳng hạn sư nói ví dụ về biết có những cái chỗ mà người ta giới thiệu việc làm á, giới thiệu việc làm thưa quý vị, nếu mà mình là người không có thân thế, mình là người không có nhiều kỹ năng, không có bằng cấp, không có tài nhiều, những cái của mình nó chỉ đạt ở cái mức độ trung bình thôi, không có đơn giới thiệu, thực lực thì không có, cái chỗ mà mình đến xin việc mình cũng chẳng có quen biết ai, chả có ai giới thiệu mình hết, thì như vậy cái việc xin việc làm của mình á, nó phải được diễn ra theo tuần tự y như bao nhiêu người khác, đúng không? Chuyện này không bao giờ mà mình chối được hết. Tuy nhiên tại sao có những thí sinh, có những thí sinh họ không cần phải phỏng vấn, họ không có cần phải làm chuyện gì hết, nhưng mà cái có một cái là vô thẳng vô trong công việc, thậm chí được làm ở những công việc ngon. Điều này nó phải dựa trên hai cái yếu tố. Thứ nhất là theo như thời buổi này người ta hay nói thân thế, thân thế và cái khả năng tài sản của mình nó cũng là một điều quan trọng. Nhưng mà nếu mà thân thế mà cộng thêm cái thực lực của mình á, mà mình có nữa đó, thì cái điều đó thì quá tuyệt vời, không còn gì để nói nữa. Xuất thân có quen biết, có quan hệ, có giới thiệu, đưa đến cái người mà tiếp nhận hồ sơ, hoặc là cái chỗ mà mình muốn đến xin việc làm, người giám đốc, người đứng đầu, người lãnh đạo, đó là bạn rất thân của cha của mình, bản thân mình tốt nghiệp trường đại học đàng hoàng, có khả năng thực tế, có kinh nghiệm rõ ràng, hội đủ hai điều đó thì chúng ta không cần phải phỏng vấn, khỏi cần phải nộp hồ sơ rồi chụp hình hay là gì, cứ để cái cốt một cái là như là đi vô làm luôn. Cho nên đây là chuyện thứ nhất. Rồi nói đến vấn đề này, sư nhớ đến cái chuyện xuất nhập cảnh. Sư phải nói thật nha, chẳng hạn như sư ở trong có một số nước mà mình ở cái nước đó, mình muốn đi ra nó khó lắm. Mình muốn đi ra khỏi cái, mình muốn xuất cảnh nó rất khó, muốn xuất cảnh nó rất khó. Và mình ở trong một số nước á, mà khi mà mình xin xuất cảnh đến một cái nơi nào đó, người ta cũng dựa trên là mình là người nước nào, công dân nước nào. Cái việc đó nó cũng là một phần
trong việc người ta có dễ dàng chấp nhận mình hay không khi mà nhập vào trong quốc tịch của người ta. Chuyện đó nó có nữa. Chẳng hạn như cái gì đó, tại sao mình có một ở một số nơi mà mình muốn đi khó quá vậy, muốn đi là phải trời hỏi làm thiết sợ luôn, mà trong khi như mấy người, mấy cô hay là quý vị nói đến chuyện này nhiều khi cũng buồn, tủi thân nha, tủi thân ganh tị. Chẳng hạn mấy cô ở một số nước khác trên thế giới như là Đức, Pháp hay là Canada hay Mỹ, đi đâu cũng được. Chuyện này chúng ta phải thấy nó cũng ảnh hưởng đến cái việc cái xuất thân của mình, và cái điều đó nó cũng quyết định đến cái việc mà cái chuyện mình muốn đến nó dễ dàng hay không. Rồi chưa kể đến chuyện này nữa nè, thậm chí trong lĩnh vực tu tập cũng thế, muốn xin đi ở những chùa khác dễ hay không á, nó cũng phải dựa vào trong những cái chuyện này nữa thưa quý vị. Nếu như mà mình là một vị bình thường, người ta không quen biết gì hết, không có thông tin gì hết về mình, thì xin vào một cái chú xứ chùa ở, chẳng hạn xin vô chùa Vũ Đức đi là phải sẽ gặp sự pháp tính à. Ông hỏi xưa ở đâu, tu với ai, bao nhiêu hạ, biết giới luật gì chưa hả, rồi còn vân vân nhiều cái khác nữa, trải qua những cái thủ tục thẩm vấn. Còn đôi khi có một số những người, chẳng hạn như vì đó đã trải qua cái quá trình tu tập ở trong đạo, nó cũng có thâm niên, cũng có học hành coi như là đàng hoàng, biết giới luật, rồi cũng tu hành nghiêm chỉnh, không có xì căng đan, không có vết, không có tì, không có thẹo, rồi hơn nữa được sự giới thiệu của ngài hòa thượng nào đó, rồi đi đến gửi đến sư pháp tính, mà hơn nữa ông sư pháp tính hồi xưa ông cũng là bạn học với mình hay là gì đó, thì thôi khỏi cần phải hỏi, khỏi cần phải tốn thời gian để hỏi là sư ở đâu, tu với ai, làm cái gì, không cần phải hỏi, vô là cấp cho chỗ ở ngay lập tức. Cho nên từ đó chúng ta thấy khi mà trong cái lĩnh vực về pháp đó thưa quý vị, nó có cái chung và nó cũng có cái riêng, cái trường hợp ngoại lệ. Cái mà mình phải nên hiểu là cái cách thức tại sao người ta lại đạt được như vậy. Hiểu được như vậy, vị ấy được xem như là hiểu được nhân và duyên. Hiểu được nhân và duyên. Lý do tại sao nó dẫn đến việc đó, nó dẫn đến yếu tố đó. Rồi nói đến chuyện này sư kể cho quý vị, thôi chuyện này cũng không nên kể đâu. Rồi như vậy sư nghĩ là sư chỉ cần điểm vài điểm như vậy thôi là nó cũng rõ rồi, chúng ta đâu có còn cái gì nữa, phải không? Tức là trong cái trường hợp thông qua cái bài học này, chúng ta nên hiểu tóm tắt như sau. Tất cả những trường hợp thông thường khác thì dưới hình thức thai sanh thì phải được thiết lập trên tinh cha huyết mẹ và có nghiệp và có sanh nghiệp tái tục. Quả thực là như vậy. Đó. Rồi. Đó là trường hợp thông thường. Còn tuy nhiên cái điều mà Đức vua Milinda ngài thắc mắc trong trường hợp của cậu bé Sama là nó lại sở dĩ nó không phải trải qua một số những cái quy cách, nó rất là thông thường y như bao nhiêu trường hợp khác, bởi vì nó có sự tác động của cái nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác, mà cái nguyên nhân trọng yếu ở đây á, là nó nằm nhiều ở ba cái yếu tố. Thứ nhất á, là hai vị ẩn sĩ, cái đức độ, cái oai lực của hai vị ẩn sĩ. Đó là trường hợp thứ nhất. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất, được tạo ra bởi thiên nhân, tức là sự việc này có sự can thiệp của Đức Thiên Chủ Đế Thích, được tạo ra bởi thiên nhân. Và điều thứ ba là cái người, cái chúng sanh đi đến tái tục á, là bậc hữu phước,
các bậc có được cái oai lực có thể chọn được cái sanh thú theo như mong muốn của chính mình. Cho nên tức chính vì vậy mà ba cái điều này á, nó được xem như là nó chủ yếu, nó gánh luôn toàn bộ cái sự việc nhập thai. Nó thoát ra khỏi cái hình thức nó thông thường chút. Cho nên ở đây chúng ta nên hiểu như vậy. Rồi, kể cả đối với một số những cái sự việc ở trong cuộc sống, mình cũng thấy nhiều những cái trường hợp rất là ngoại lệ. Chẳng hạn như sư nhớ đến việc mình trồng lúa, đa số đất mình phải nằm trên đất liền, nhưng mà quý vị tin đó, người Nhật đó, người ta vẫn có thể người ta nỗ lực người ta trồng được lúa, nhưng mà nó không phải là cái lãnh thổ của người ta không có nằm trên đất liền, nhưng mà người ta vẫn có thể trồng được lúa, tuy cái sản lượng nó không có đạt được nhiều y như là ở trong những đất ở trong lãnh thổ thôi. Bởi vì cái điều kiện của nó không có được như ở trong đất liền. Nhưng mà nói người ta không trồng được lúa thì cũng không được, người ta vẫn có cách. Ta vẫn có cách. Và cái trường hợp này có thể được xem như là một cái trường hợp đưa đến sự thành tựu ngoại lệ. Ngoại lệ. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Thôi. Kể đến khi này nó cũng gần như là không có lợi. Bởi vì cái này là online. Cái này online dính dáng sự sực nhớ lại nó cũng không có lạ. Rồi, thêm điều nữa sư nói cho quý vị có tâm thoải mái một chút. Khi chúng ta học trong kinh á, có một vài những cái tình huống á, chúng ta thấy nó có liên hệ đến luật. Nó có liên hệ đến luật. Tuy nhiên khi mà mình đọc về luật á, mình cũng phải cẩn thận chút. Mình cũng phải cẩn thận chút. Thật ra không có cái quy định nào mà cấm người cư sĩ đọc về luật của tỳ khưu. Nhưng mà mình đọc mình phải biết cách, cũng giống như là mình sử dụng dao thì mình phải cẩn thận, mình phải biết cách. Nếu như mà mình sử dụng dao á mà mình không khéo á, mình có thể bị thương tổn. Thì trường hợp của chúng ta đọc về luật của tỳ khưu cũng vậy. Thật ra trong học giới của tỳ khưu á, thưa quý vị, có một những cái câu chuyện trong cái đời sống sinh hoạt của các vị phàm tăng nghe ra nó rất là kỳ, đọc ra nó kỳ lắm. Rất là kỳ. Nhưng mà mình nên hiểu một điều như thế này. Ở đời á, người ta thường hay có những cái chỗ á, chẳng hạn như là viết về lịch sử của vua rồi trong triều đình, nó ba cái chuyện coi như là xấu tào lao rồi không ai biết hết, toàn biết mấy cái chuyện tốt không à, như thánh nhân vậy đó. Nhưng mà thực tế là có hay không thì thật ra nó chỉ có nó không phải như vậy, nó không phải như vậy. Có những cái việc mà cai trị rồi truyền ngôi rồi có được ngôi á, dựa trên toàn những cái việc ăn ở thất đức không à. Nhưng mà lịch sử có thể viết khác đi. Ngược lại ở trong luật tỳ khưu đó quý vị thì không như vậy. Đó là một điều mà trước đây sư đọc á, trong cái thời gian mới đầu tiên sư cũng rất là hoan hỷ. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó mang tính xác thực, không có vì nguyên nhân gì nào hết mà che giấu những cái sự kiện coi như là nói toàn cái tốt không à. Rồi có những cái sự kiện coi như là mà được Đức Phật xảy ra trong tăng chúng, Đức Phật này ban hành điều luật đó, giấu hay là nói khác đi, không kể rất là xác thực. Điều này chúng ta phải cũng nên nhớ như sau: thế là còn phàm phu á, thì bất cứ chuyện gì cũng vẫn có thể xảy ra. Còn cái năng lực tu tập của ai á, thưa quý vị, nó được đến đâu mạnh hay yếu thì các sở hành kỳ cục cấu uế nó sẽ được tịnh chỉ nhiều hay ít, vậy thôi.
Chứ còn nếu như mà một khi mà lậu hoặc phiền não nó đã phát tác thì nó không có chừa ai là sao tỳ khưu ni làm việc kỳ cục quá vậy, hay là dù sao cũng là một vị tỳ khưu, đừng có nói câu đó. Câu đó nghe nó chẳng qua nó chỉ là cái suy nghĩ của mình thôi, chứ trên thực tế khi trong cái đời sống của chính bản thân mình mà mình thể nhập vào trong đó thì mình sẽ tự hiểu được. Chính vì vậy mà một điều mà chúng ta nên nên học về kinh luật, theo cái góc nhìn của một người tu tập, theo cái góc nhìn của một người tu tập, cũng giống như là bác sĩ á, họ nhìn những bệnh nhân của họ với dưới cái ánh mắt là bệnh nhân. Chứ còn nếu mình mà không có cái phẩm chất đó, mà mình học ngành y mình học không bao giờ được, cái sợ máu nè rồi như thế này như thế kia không. Sở dĩ mà họ không có sợ máu, họ không có ấy, họ làm rất là dứt khoát, bởi vì họ nhìn đó theo cái khía cạnh của công việc của bệnh nhân. Thì điều đó ra sao đối với cái người tu của mình cũng vậy nữa, tu của mình cũng vậy. Đôi khi có những cái câu chuyện mà chúng ta đọc, chúng ta nên cẩn thận và nhìn theo cái góc độ của người tu tập, cái góc độ của người tu tập. Chính vì thế mà thật ra mà nói á, cái chuyện là chúng ta tu hành đó, thưa quý vị, đó là một hành trình không có hề dễ dàng chút nào đâu. Xin kể cho quý vị nghe một vài những cái điều học thôi. Hồi xưa á, nhất là một số những cái điều học mà liên quan đến trọng giới á, thì có những vị mà không có đọc kỹ, không có chịu tham khảo, không có hỏi các vị trưởng bối có nhiều kinh nghiệm á, thì đôi khi hiểu lầm. Chẳng hạn như cái học giới là trong điều học Sankha Dissesa tức là tăng tàng, không có một điều học là vị tỳ khưu mà khi mà chạm vào tóc hay là những chi phần nào của người nữ chỉ có sờ chạm thôi mà khởi lên dục nhiễm á, thì lúc bây giờ sẽ bị phạm cái tội đó. Tuy nhiên cái trường hợp này chúng ta phải hiểu như sau: nếu như mà hễ cứ chạm vô mà khởi tham ái là xác định phạm tội thì tu kiểu đó chắc chết quá, chắc chết. Tu kiểu đó chắc tội lỗi coi như là suốt ngày, coi như là mắc tội. Không, nó không phải là như vậy, thưa quý vị, nó không phải là như vậy. Mà cái sự dục nhiễm ở đây là ám chỉ đến, nó không phải là cái tâm mình. Chẳng hạn như bây giờ sư nói đi đường đi, hoặc là trong cuộc sống có cái sự đụng chạm chút á, tự nhiên đôi khi tâm mình nó giống như nó khởi lên ngay lập tức, rất là nhanh, nhưng mà lúc đó cũng chưa được xem là phạm tội đó. Chừng nào chừng nào khi mà mình đã nhận thức được điều đó mà mình không có những cái thái độ chẳng hạn như rút người ra, hoặc là không có sự đồng thuận, thỏa thích ủng hộ đối với việc đó, thì lúc bấy giờ mình vẫn không phạm. Mặc dù với sự tiếp xúc mới đầu giống như điện á, vừa mới chạm âm dương giống như nó phải ná điện rồi phàm phu mà chạy đâu cho khỏi, cũng phải có lúc mình bị vậy đó. Chừng nào mà trong trường hợp mà chúng ta chạm suốt chạm khởi lên tham nhưng vẫn tiếp tục cố ý, vẫn tiếp tục cố ý để mà thọ hưởng, thọ hưởng cái sự xúc chạm đó, thì cái giai đoạn ở chập những cái chập tâm sâu á mới được xem như là phạm tội, mới xem như là phạm tội. Nhưng mà các vị đọc á, vô đó nhiều khi chưa có tham khảo, chưa có hỏi các vị trưởng lão khác có kinh nghiệm á, thì nghĩ là cứ hễ chạm là khởi lên là phạm rồi, đi sám hối. Nó không phải vậy. Tu kiểu đó chắc tôi chết luôn á, tu kiểu đó là chết. Đó là như thế. Chính vì thế mà chúng ta nên nên đọc kinh điển á, theo cái góc nhìn của một người người tu tập, đừng có ái ngại, đừng có kỳ cục gì ấy, cũng giống như là người bác sĩ nghiên cứu vậy đó. Cho nên nó có cả phần ung thư rồi nó có những cái phần tốt phần xấu gì trong đó lẫn lộn lung tung beng, mình phải chấp nhận. Rồi đó là như vậy thôi. Sư thấy ở đây chấm dứt cũng vừa phải lẽ rồi. Với lại phần bài học sư đã trình bày cho quý vị những cái điểm trọng yếu cần phải quan tâm rồi, tới đây cũng vừa phải rồi. Đấy là sư báo cho lớp học của chúng ta luôn, là ngày mai sư không có vào trong lớp sinh hoạt được, bởi vì sư phải cùng với sư tăng đi đi
đi dự lễ ở trên chùa ở trên Phú Túc, nên buổi sáng ngày mai sư không có vào được. Bây giờ sư mời lớp học chúng ta. Nam mô Bích Thầy Giác. Nam mô Bích Thầy Giác. Nam mô Tham Ma Giác. Nam mô Sang Khai Giác. Dạ con Nguyên Như, con xin kính đại diện của lớp học kính tri ân sư Hương Niệm đã dạng cho con bài cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ như vậy con không biết là sư Nguyên Thông ngày mai sư có vào được không, tại vì con thấy cái máy của sư cứ còn bị trục trặc, con không biết ngày mai sư có thể đường khuyết cho sư Nguyên Niệm được không ạ sư. Con nghĩ là chắc để tùy duyên thôi. Dạ sư Nguyên Thông, bạch sư có nghe âm thanh của Nguyên Như không ạ? Sư có thể thay mặt cho chư tăng để mà chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay được không bạch sư? Dạ con kính mời sư Thanh Tâm, con không biết sư Thanh Tâm có mặt trước máy không bạch sư? Dạ sư nghe con rõ. Sư không biết cầm mic hả được. Như vậy con xuống cho sư cầm thử sư. Dạ. Dạ bạch sư Nguyên Thông, sư cho xin cho Nguyên Như tín hiệu bạch sư. Sư có đang cầm mic không hả sư? Sư đánh lên cho tụi con biết nha sư. Dạ nếu vậy để cho con thay mặt đạo tràng để hồi hướng chư thiên buổi tối hôm nay luôn ạ. Dạ Nguyên Như mời cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta sanh ti vi hà ra hoa si ni thu bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pha văn tu bu chi ta so thân ca ron tê tha vi hà ra măng đà lê thế ra cha mắng cha na hoa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man lang khu khổ tu sa mắc vô wa an tha ya cha hi ta ya cha am he thắng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ta bu này ya ma tham ma ri yam ba we đệ tê y đằng nô nhá ti nằng hô tu sức hi ta hoan tu nhá ta du y đằng nô nhá ti nằng hô tu sức hi ta hoan tu nhá ta du y đằng nô nhá ti nằng hô tu sức hi ta hoan tu nhá ta du
Ý đăng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gát tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Dạ, Nguyên Như xin hẹn cho vị Phật tử trở lại Râm Nguyên Như Kỳ Viên vào sáng thứ Sáu, cũng là tối thứ Năm ở bên Mỹ. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.